Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc và sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy, tuổi Sửu có vận trình tốt đẹp, công việc hanh thông, thuận lợi. Do được tam hợp cục với tháng nên những gia chủ tuổi Sửu được quý nhân tương trợ giúp đỡ, khiến cho mọi việc đều diễn ra thuận lợi, tiền bạc ùn ùn chảy vào chật két. Để biết được vận trình tuổi Sửu trong tháng 9 âm lịch gặp được những may mắn gì, thành tựu trong tháng 9 rực rỡ ra sao và còn có những điểm gì cần lưu ý, xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Sửu trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 9 này, công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Sửu có phần khởi sắc hơn nhiều so với những tháng trước do gặp được quý nhân vượng nên mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có quý nhân tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm. Theo tử vi năm 2022 của người tuổi Sửu thì thời điểm này cũng rất thích hợp để mở rộng làm ăn, buôn bán thêm phần thuận lợi. Gia chủ có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng. Tuy nhiên cần đề phòng có tiểu nhân quấy phá, đâm chọc sau lưng, làm bất cứ việc gì đều phải cẩn thận, kẻo gặp bất lợi khôn lường. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về phương diện tài chính của quý gia chủ tuổi Sửu trong tháng này được dự đoán là khởi sắc. Nếu gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Người làm công ăn lương thu nhập ổn hơn nhưng chưa đa dạng nhiều về nguồn thu. Người kinh doanh buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng. Tổng thu nhập trong tháng vẫn rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai. Tuy vậy, tiền làm ra nhiều nhưng chi tiêu cũng không ít, tiêu hao nhiều cho bản thân và gia đình. Bạn mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tiền tích lũy cho những trường hợp cần thiết, tránh trường hợp khi cần lại không có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. So với năm ngoái thì sức khỏe của người tuổi Sửu tốt lên đôi phần. Bạn không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe nhưng cần cẩn trọng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác gây suy nhược cơ thể hoặc là bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Với những người cao tuổi cần thường xuyên theo dõi huyết áp và lượng đường huyết để phòng nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ tuổi chú ý đi lại cẩn thận, kỵ đường sông nước. Các gia chủ tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên, gia đạo của các gia chủ tuổi Sửu trong tháng này tốt, ít gặp chuyện sóng to gió lớn. Nam nữ độc thân tuy không quá vượng đào hoa nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu. Từ đó có thể tìm được người ưng ý, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài. Gia đạo khá hài hòa đủ khó tránh. Gia đạo khá hài hòa dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn, đôi khi khá nhạt nhòa khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để xốc bầu tâm sự. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997.
Người tuổi Sửu sinh năm 1997 đang bước vào giai đoạn quan trọng của sự nghiệp với nhiều khó khăn, bản mệnh có thể phải chịu áp lực khá nặng nề, vì thế cần có sự cổ vũ, động viên của người thân cũng như sự tích cực chủ động của chính bản thân mình. Đây là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần chủ động trò chuyện, tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng kẻo dễ gây stress. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình là gì để thực hiện cho đúng. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Sửu sinh năm 1985 nhìn chung là ổn định. Bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý, có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn nữa. Dù là nam hay là nữ, một khi có thiện cảm với ai thì nên giữ mối quan hệ, chớ ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Người tuổi Sửu sinh năm 1973 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần chú ý cách hành xử của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú ý trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào vị thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi, trò chuyện với nửa kia nên đôi bên sẽ nảy sinh hiểu lầm và giãn nứt. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, sự nghiệp của người tuổi Sửu sinh năm 1961 tiến triển khá lý tưởng, bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, dù có thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không gia tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Vì thế cần chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Trong tháng này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian thì bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa các bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ Thành hòa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Sửu trong tháng 9 âm lịch sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 9 năm 2022, tức 27 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 9 năm 2022, tức mùng 9 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 9 năm 2022, tức 21 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Sửu trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 9 năm 2022, tức mùng 2 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 9 năm 2022, tức 14 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Sửu trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống, có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.